Nhà ơi, tô xong chưa? Nhanh lên chơi e, chơi nào. Con gái Xong ơi, con xong rồi à? Nào, Chúng con chào cô giáo cô chào các con nha. à. Hôm nay các con đi học vui không? Con có. Sao con không vui? Nhưng mà con có đây gì? Con ngoan thì con có rồi, nhưng sao bạn lại không vui? À, con đang làm gì đấy Ánh? Em bé đang làm gì đấy? Em bé ơi, em bé đang tô màu à? Em đang tô màu gì đấy? Xanh là cây. Em đang tô cái gì? Màu. À. Em bé mèo lên trả bài nào. À. Thế em bé mèo hôm nay trả bài bằng bài gì nhỉ? Mẹ em là như nào? Cô giáo sẽ đến thì gặp lại mẹ. Mẹ thì là Quý Lâm, là bà thì mẹ thì ông bà sẽ cắp cờ. Thế em bé hát bài đi cho mẹ nghe nào mẹ. Bài mẹ đi làm nào. Mẹ đi làm á, mẹ đi làm từ sáng sớm dậy rồi cơm cho thịt cá em kèm má. Đừng mẹ yêu À, thế con muốn trả bài gì nhỉ? có chạy bà con ông À, con nào nhé. con ông con học tiếp Thế con ông làm bài gì? con ông nhập bài chú nợ À, thế con trả bài con cò đi. tránh nha. Con trả bài con cò đi. Cô giáo ơi, lúc nãy bạn kia tấn con, lúc nãy em kia tấn con chị. Thương quá. Em bé về chỗ ngồi nhá. Tí tí cô dạy bạn đi một trận. Ok. Bạn ơi, bạn ơi. Ôi 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 ôi. Không được đánh bạn, không được đánh bạn nào. Ngoan ngoan. Cô thương, cô thương con à. Thế con ngồi đây với cô, con ngồi đây với cô. Thế bạn lên đánh. Sao lại bạn lại đánh bạn nhỉ? Bạn này sẽ lại đánh bạn nhỉ? Sao lại xấu? Bạn ấy rất là đẹp nha. Chuột mà xấu á? Chuột đáng yêu thế cơ mà.